Bạn đang nghe từ Phonoos. Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam version 2. Tác giả: Philip Arthur Fisher. Người dịch: Tùng Linh, Ngọc Hà. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonoos với công ty cổ phần sách Alpha. lời tựa Điều tôi học được từ các cuốn sách của cha Cuốn sách này sẽ ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn Tôi biết vậy Bởi điều đó cũng từng xảy ra với tôi Tôi đã mất 15 năm mới hiểu được cổ phiếu thường Lợi nhuận phi thường Khi lần đầu tiên đọc cuốn sách Tôi đã nguyền rủa nó Khi ấy tôi mới 8 tuổi Thật phí phạm khi bắt đầu một kỳ nghỉ hè tuyệt vời Bằng cuốn sách như vậy có quá nhiều từ ngữ khó hiểu khiến tôi phải tra từ điển liên tục. Nhưng đó là cuốn sách của cha, và tôi rất tự hào về ông. Mọi người ở trường, hàng xóm và báo chí đều nói rằng cuốn sách của ông gây tiếng vàng lớn, rằng đó là một trong những tác phẩm bestseller về đầu tư chứng khoán theo bình chọn của New York Times. Vì thế tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đọc nó. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ này, tôi vô cùng sung sướng và dành toàn bộ thời gian còn lại hưởng thụ nốt kỳ nghỉ hè. Ai có thể ngờ rằng về sau tôi lại sáng lập một hãng quản lý đầu tư lớn, phục vụ hàng nghìn khách hàng, viết sách, trở thành người phụ trách một chuyên mục quan trọng của tạp chí Forbes dành tiếng và viết nhiều bài bình luận về các cuốn sách đầu tư hay nhất trong năm. Có thể nói rằng tất cả những điều trên đều bắt nguồn từ sự kiện tôi đọc cuốn sách dạy về đầu tư đầu tiên khi mới lên 8. Mặc dù khi đó tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đọc cuốn sách lần thứ hai khi 20 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cha muốn tôi làm việc cùng ông và anh trai, nhưng tôi băn khoăn không biết liệu đây có thật sự là một cơ hội tốt. Thế nên tôi đọc lại cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Khi đó chỉ còn rất ít từ ngữ trong cuốn sách mà tôi chưa hiểu. Khi đọc đến 15 tiêu chí một cổ phiếu thường cần có, tôi tự hỏi liệu mình có thể áp dụng chúng để mua một loại chứng khoán địa phương được không? Tôi nghĩ nếu thành công thì nó sẽ cho thấy ích lợi của việc cộng tác với cha. Nhưng vụ làm ăn đó không thành công. Lúc bây giờ trên thị trường có cổ phiếu của một công ty gỗ tên là Pacific Lumber. Dường như đây là cơ hội tốt để tôi kiếm lợi nhuận. Nhưng những người mà tôi tiếp xúc không ấn tượng với một đứa trẻ tò mò, muốn tìm kiếm các thông tin về tình hình cạnh tranh giữa các công ty, nhưng lại chưa hề có sự chuẩn bị và hoàn toàn thiếu khả năng phân tích thông tin. Thậm chí tôi còn không biết cách đặt những câu hỏi có ý nghĩa. Sau khi bị họ từ chối trả lời câu hỏi, tôi đã bỏ cuộc. Nhưng bài học đó giúp tôi nhận ra rằng cần phải tích cực học hỏi hơn nữa. Làm việc với cha tôi là một lựa chọn đầy rủi ro. Có thể sẽ kiếm được lợi nhuận rất lớn từ các cổ phiếu tăng trưởng phi thường kiểu túi 10 gang, nhưng cũng có thể thủa lỗ trắng tay. Tôi kể những điều này để các bạn thấy rằng tôi, một cậu bé 20 tuổi, không phải là một sinh viên luôn đứng đầu lớp, chưa từng học ở một trường đại học danh tiếng, không có thành tích gì đáng kể mà vẫn có thể không ngừng học hỏi, và chỉ trong vài năm đã biết cách sử dụng hiệu quả những nguyên tắc trong cuốn sách này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. 15 tiêu chí chọn cổ phiếu. Khi bạn bắt đầu kinh doanh và chưa từng mua bất kỳ cổ phiếu nào như tôi hồi trẻ thì việc tính toán sẽ mua gì dường như quan trọng hơn là bán gì. Thật may mắn, cuốn sách này chỉ ra rằng nếu bạn tìm ra những cổ phiếu tốt để mua thì việc bán sẽ không còn quá quan trọng, vì bạn hoàn toàn có thể giữ chúng bao lâu cũng được. 15 tiêu chí chọn cổ phiếu của cha tôi sẽ hướng dẫn bạn nên mua loại cổ phiếu nào. Áp dụng 15 tiêu chí này là một kinh nghiệm thực tiễn thường gặp kết hợp với phương pháp lời đồn đại như cha tôi mô tả. Tất cả đều nhằm nghiên cứu cổ phiếu. Tôi sẽ không thuật lại chi tiết những thành công trong sự nghiệp mà tôi sớm đạt được nhờ 15 tiêu chí này. Nhưng chúng đã mang lại cho tôi động lực sự nghiệp mạnh mẽ khi khám phá ra những cổ phiếu tuyệt vời, đem đến những phần thưởng lớn lao. Từ 15 tiêu chí chọn cổ phiếu, tôi tìm hiểu được ở đâu có công ty nào phù hợp với mục tiêu đầu tư của tôi, và bằng cách nào công ty đó trở nên thịnh vượng hay xuống dốc, và nếu công ty xuống dốc thì nguyên nhân nằm ở đâu. Tôi nhanh chóng hiểu ra vì sao nhiều nhà đầu tư lại thất bại khi áp dụng 15 tiêu chí này. Bởi vì bí quyết nằm trong phương pháp lời đồn đại và mọi bí quyết đều cần có thời gian mới chinh phục được. Mục tiêu của phương pháp lời đồn đại là tìm hiểu thực chất mạnh yếu của một công ty từ những nguồn thông tin xác thực. Tuy nhiên hầu hết mọi người không sử dụng cách này, thay vào đó lại chủ yếu dựa vào những thông tin và sự cuồng nhiệt của đám đông trên phố Wall, mà phần lớn trong số đó là những người muốn bán cổ phiếu cho bạn. Khi bước sang thế kỷ thứ 21, nhẽ ra công chúng phải ý thức được rõ ràng sức mạnh của phương pháp lời đồn đại. Nhưng thực tế không như vậy. Nếu bạn từng áp dụng 15 tiêu chí trong cuốn sách và thu thập thông tin từ những nguồn xác thực nhất chứ không phải từ phố Wall, thì bạn sẽ không bao giờ mua phải bất kỳ loại cổ phiếu tai tiếng nào đang bị vô số tin tức của thị trường giá xuống giai đoạn 2000-2002 chi phối. Hoàn toàn có thể tránh được việc mua phải cổ phiếu của những công ty tai tiếng như Aaron, Tyco và WorldCom. Các nhà đầu tư thất bại do mua phải cổ phiếu của những công ty trên là bởi họ đã dựa vào những tin đồn nhảm và nhận định của phố Wall, thay vì tìm kiếm sự thật về sức mạnh của các công ty này. 15 tiêu chí trong cuốn sách trình bày và phân tích những đặc điểm kinh doanh rất cơ bản, không thể giả mạo của các doanh nghiệp. Phương pháp lời đồn đại của cuốn sách khuyên bạn nên tránh những trò bịp bợm và tìm kiếm thông tin về công ty mà bạn định mua cổ phiếu, công ty mục tiêu, từ những nguồn tin cậy như đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp của nó. Tất cả các đối tượng này đều có lợi ích chung khi đề cập đến những thông tin chân thực về công ty này và họ hoàn toàn có đủ cơ hội thông tin để nhận định chính xác về công ty. Điều này có nghĩa là nói chuyện với đại diện bán hàng của các công ty đối thủ, những người vốn có cơ sở để đánh giá tiêu cực về công ty mục tiêu của bạn, nhưng sẽ không thể làm vậy nếu đối thủ quá lớn điều đó cũng có nghĩa là nói chuyện với những nhà nghiên cứu hay quản lý của các công ty đối thủ nói đơn giản là nếu tất cả những người bạn nói chuyện đó thấy được thực chất và năng lực hoạt động của công ty mục tiêu và vị nể hoặc thậm chí kính sợ nó thì các công ty đó nhất định không phải là các công ty tai tiếng như enron hay adelphia và với việc phân tích thông tin nghiêm túc trước khi đầu tư họ hoàn toàn có thể yên tâm về các lựa chọn của mình xin được nói thêm một chút Adelphia Communications Corporation, được xếp hạng là công ty cáp lớn thứ năm của Mỹ trước khi bị phá sản năm 2002 do thảm nhũng nội bộ. Ở khía cạnh nào đó, phương pháp lời đồn đại là một loại hình nghệ thuật nhận diện các đặc trưng của 15 tiêu chí đầu tư chứng khoán. Nó là sự khác biệt giữa việc học chơi piano, học đàn và soạn nhạc, nghệ thuật. Theo đuổi nghệ thuật cần thời gian bạn sẽ không thể soạn nhạc cho đến khi có thể trình diễn điều luyện ở hầu hết các lĩnh vực bạn có thể học nghề bằng cách bắt chước nhưng có một số lĩnh vực bạn không thể làm như vậy bạn có thể hiểu thấu nghệ thuật mà không cần có khả năng sáng tạo nghệ thuật hoặc sau khi đạt được trình độ điêu luyện bạn có thể tự biến mình thành một nghệ sĩ nhưng cuốn sách này sẽ giúp bạn có thể cảm nhận được nghệ thuật và thật may là nó sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn bởi hầu hết đó là những cảm nhận thông thường Vấn đề của hầu hết các nhà đầu tư là không biết và cũng không hề cố gắng vận dụng những cảm nhận thông thường. Nhưng cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường sẽ chỉ cho bạn thấy phải làm thế nào. Hãy suy nghĩ một chút về 15 tiêu chí này. Tôi biết các bạn chưa từng đọc chúng hay nghe tới chúng. Tôi sẽ mô tả ngắn gọn những gì 15 tiêu chí này đề cập đến và các bạn sẽ thấy ngay sự hữu ích của chúng. Sau đó, các bạn có thể nghe cuốn sách của cha tôi và cảm nhận nó. 15 tiêu chí của cha tôi đã đưa ra nguyên tắc chỉ dẫn loại chứng khoán nên mua. Chúng miêu tả một công ty cần có sản phẩm tuyệt vời và thị trường tiềm năng lớn, cùng một ban quản lý quyết tâm tiếp tục khai thác tiềm năng đó vượt xa dòng sản phẩm hiện tại. Nguyên tắc này chỉ ra hiệu quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, kết hợp với đội ngũ nhân viên kinh doanh giỏi sẽ vượt qua mọi trở ngại trong việc phân phối sản phẩm hiện tại cũng như tương lai đến với người tiêu dùng. Nó cũng có nghĩa là công ty phải có khả năng sinh lợi từ nhóm sản phẩm nòng cốt sao cho biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ lợi nhuận gộp đủ để trang trải các khoản chi phí điều hành và phụ phí. Ngoài ra, nguyên tắc trên còn đòi hỏi công ty phải có kế hoạch cụ thể, thực tiễn nhằm duy trì và cải thiện vĩnh viễn khả năng gia tăng lợi nhuận, sự thỏa mãn, lòng trung thành và năng suất của người lao động ở mọi vị trí khác nhau trong tương lai. Thêm vào đó, nguyên tắc này cũng đề cập việc kiểm soát chặt chi phí và một số khía cạnh đặc trưng của ngành sẽ cho phép công ty mục tiêu vượt trội hơn các công ty cùng lĩnh vực khác cuối cùng tất cả những yếu tố trên cần phải được quản lý và điều hành bởi một bộ máy quản lý cởi mở đoàn kết và liềm khiết hãy xem xét những cổ phiếu bề bối hoặc danh mục đầu tư được định giá quá cao sẽ không có công ty nào trong số này vượt qua bài kiểm tra của phương pháp lời đồn đại bởi nếu bạn từng thảo luận vấn đề đó với các đối thủ cạnh tranh bạn sẽ thấy họ chưa từng nể sợ những công ty kiểu này tương tự nếu bạn hỏi khách hàng hay nhà cung cấp họ cũng sẽ có cùng phản ứng như vậy khách hàng không bị ấn tượng bởi vì sản phẩm của công ty này không tốt hơn so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác những đại lý bán lẻ và nhà cung cấp không ấn tượng bởi vì các khách hàng khác của họ vẫn mua và đặt hàng còn nhiều hơn doanh thu chủ yếu của các đại lý này không phải từ sản phẩm của công ty này và các đối thủ không cần phải sợ công ty này vì nó không có khả năng khiến họ mất lợi thế cạnh tranh. 15 tiêu chí giúp bạn dễ dàng loại bỏ các cổ phiếu bê bối trên thị trường giá xuống những năm 2000-2002 và các cổ phiếu thuộc câu lạc bộ 95%. Những cổ phiếu công nghệ bị mất ít nhất 95% giá trị trong suốt giai đoạn giá xuống của thị trường, vì chúng chỉ là những giấc mơ viển vông về cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực internet hay bất cứ thứ gì được thổi phồng vào năm 1999, chứ chẳng hề có chút thực chất nào. Hãy thử tính xem có bao nhiêu cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực Internet không có lực lượng bán hàng tiếp thị thật sự. Đương nhiên là chúng không tạo ra mối đe dọa nào đối với các đối thủ cạnh tranh. Không hề có lợi nhuận, không có kế hoạch đạt được hay nâng cao lợi nhuận, không có nghiên cứu cơ bản, không có khả năng tồn tại nếu thiếu vốn trong tương lai, vân vân thậm chí chúng còn không thỏa mãn được một nửa trong số 15 tiêu chí chọn cổ phiếu. Bởi vậy, 15 tiêu chí chọn cổ phiếu sẽ giúp bạn loại bỏ rất nhiều công ty bất ổn khác nữa. Những tiêu chí này sẽ giúp bạn chọn được cổ phiếu của những công ty có giá trị thật sự, dù đắt hay rẻ, và cho phép bạn định hướng trong thị trường tài chính bất ổn đầy những mánh khóe lừa đảo, cho dù bạn chọn cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu giá trị của công ty nhỏ hay lớn. Kỳ vọng và phương pháp lời đồn đại. Những mục tiêu của tôi và cha không bao giờ giống nhau. Nhưng cuốn sách này thỏa mãn kỳ vọng của cả hai. Và của bạn nữa. Cha tôi gần như luôn luôn là nhà đầu tư chứng khoán tăng trưởng. Còn tôi, khi còn trẻ, vì rất nhiều lý do, đã chọn đầu tư chứng khoán giá trị. Dù vậy, với một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, 15 tiêu chí đầu tư vẫn giúp tôi rất nhiều. Nhờ chúng, tôi tìm được những công ty có giá trị cao, nhưng thị giá cổ phiếu lại thấp. Đó là những doanh nghiệp kinh doanh rất tốt, nhưng bị thị trường bỏ qua vào giữa thập niên 1970. Cha tôi muốn đầu tư vào một công ty có thể tăng trưởng, tăng trưởng không ngừng và thích những cổ phiếu có thể mua vào với mức giá hợp lý và không bao giờ phải bán giả. Còn tôi thì luôn mong muốn mua được cổ phiếu thật rẻ của các doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng hình ảnh lại không mấy tốt đẹp trong con mắt của phố Wall loại cổ phiếu có thể tăng trưởng bền vững và được bán ra với mức giá tăng gấp nhiều lần hoặc với khoản trội giá lớn sau khoảng 5 đến 10 năm. Theo quan điểm của tôi, có thể áp dụng phương pháp lờ đồn đại và 15 tiêu chí chọn cổ phiếu cho các cổ phiếu tăng trưởng cũng như các cổ phiếu giá trị, cho cổ phiếu có mức vốn hóa nhỏ, trung bình hay rất lớn. Lấy ví dụ tiêu chí thứ năm, biên lợi nhuận của công ty có cao không? Tiêu chí này đề cập tới tầm quan trọng của biên lợi nhuận. Ví dụ, trong một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa không có sự tăng trưởng nhanh chóng thì thị phần, chi phí sản xuất liên quan và biên lợi nhuận dài hạn sẽ phụ thuộc chặt chẽ với nhau. Bộ máy quản lý trình độ cao sẽ giảm thiểu chi phí sản xuất và chiếm lĩnh thị phần nhờ tăng cường áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Nếu trình độ của bộ máy quản lý yếu kém, biên lợi nhuận sẽ giảm sút, thậm chí là bằng không. Năm 1976, tôi đã phát hiện ra Newco, một hãng kinh doanh sắt thép có bộ máy quản lý giỏi công nghệ đổi mới, chi phí sản xuất thấp và thị phần khá lớn trong những phần khúc thị trường hẹp. Tôi mua cổ phiếu của Newco và coi đó là loại cổ phiếu giá trị. Cha tôi cũng kịp thời mua cổ phiếu của Newco như tôi, nhưng ông coi đó là loại cổ phiếu tăng trưởng. Vẫn sử dụng 15 tiêu chí đầu tư đó để chọn thời điểm bán ra. Tôi đã bán cổ phiếu của Newco ngay vài năm sau và thu lợi nhuận cách số. Còn cha tôi tiếp tục giữ chúng trong nhiều thập kỷ rồi mới bán ra và thu được khoản lợi nhuận lớn hơn của tôi nhiều. Khi đó Newcorp đã trở thành hãng sản xuất thép lớn thứ hai của Mỹ. Nếu bạn muốn kéo dài sự nghiệp đầu tư thành công của mình, thì tôi thành thực khuyên bạn hãy nghe cuốn sách này nhiều lần. Lại lấy ví dụ phương pháp lời đồn đại. Tuy chương về phương pháp này chỉ dài ba trang, nhưng chúng lại là những trang quan trọng nhất của cuốn sách. Trong nhiều năm tôi đã áp dụng lời đồn đại với rất nhiều cổ phiếu theo cách riêng của tôi và đã thu được vô số hiểu biết quý báu. Bí quyết ư? Ừ, tập trung vào khách hàng, đối thủ cạnh tranh và nhà cung cấp. Tôi đã mô tả những chiến thuật đầu tư đó trong cuốn sách đầu tiên của mình, Super Stocks, những cổ phiếu siêu hạng. Và nó đã trở thành một trong những cuốn sách về thị trường chứng khoán bán chạy nhất trong năm 1984-1985. Tôi hãnh diện về nó, nhưng thật sự nó không thể sánh với cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Cuốn sách của cha tôi có giá trị lâu dài hơn nhiều, và mặc dù cả hai cuốn sách đều đưa ra những khái niệm mới, nhưng những khái niệm của cha tôi mang ý nghĩa bao trùm và cơ bản hơn, có thể áp dụng với nhiều loại cổ phiếu và tốn ít thời gian hơn. Cuốn sách của tôi viết về việc học đàn, còn của cha tôi là về cả một nghệ thuật. Nghệ thuật không phải là tìm kiếm câu trả lời, mà là khám phá thêm những câu hỏi hay sinh ra từ câu trả lời của các câu hỏi trước đó. Tôi đã gặp những người thích đưa ra danh sách câu hỏi quy phạm một cách cứng nhắc, bất chấp những kết quả mà họ nhận được. Đó không phải là nghệ thuật. Bạn hỏi, ai đó sẽ trả lời. Câu hỏi hay nhất xuất phát từ câu trả lời và cứ tiếp tục như vậy. Khi đã có thể thực hành nhuần nhuyễn điều này, bạn đã trở thành một nhà soạn nhạc, một nghệ sĩ, một nhà đầu tư sáng tạo và cẩn trọng. Từ năm 1972 đến 1982, tôi cùng cha đã đi nói chuyện với các công ty rất nhiều lần tôi chỉ làm việc cho ông trong một năm nhưng sau đó chúng tôi đã cùng nhau thực hiện rất nhiều thứ khi tìm hiểu các công ty ông luôn chuẩn bị trước các câu hỏi đánh máy chúng lên giấy với những khoảng trống giữa các câu hỏi dành để ghi chú thích ông luôn thích chuẩn bị trước mọi thứ và muốn các công ty biết điều đó để họ đánh giá cao sự chuẩn bị này thông thường cha tôi đưa ra một bản tóm tắt các câu hỏi xung quanh vấn đề mà công ty quan tâm để phòng trường hợp cuộc thảo luận đi vào bế tắc. Và như vậy ông hoàn toàn có thể làm chủ cuộc thảo luận với những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Nhưng các câu hỏi đặc sắc nhất luôn xuất hiện bất chợt, không nằm trong số câu hỏi được chuẩn bị trước, không được viết ra, bởi ông chỉ nảy sinh câu hỏi này sau khi nghe câu trả lời. Những câu hỏi sáng tạo đó chính là nghệ thuật. Theo tôi, chúng là minh chứng cho sự xuất sắc trong việc đặt vấn đề của ông. Cha tôi có một trí tuệ siêu việt về tài chính kinh tế. Tôi muốn kể cho bạn câu chuyện về câu hỏi hay nhất mà ông thường sử dụng khi phỏng vấn các doanh nghiệp, đó là Cái gì doanh nghiệp của ngài đang định làm mà những đối thủ cạnh tranh của ngài chưa làm? Một câu hỏi tuyệt vời. Điểm nhấn ở đây nằm trong từ chưa làm yet. Đáng ngạc nhiên là ở chỗ khi các bạn hỏi các nhà đầu tư câu này, họ thường cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ nghĩ đến việc công ty mà họ đầu tư sẽ làm những gì các đối thủ khác bỏ qua. Một doanh nghiệp luôn tự đặt cho mình câu hỏi đó sẽ không bao giờ thỏa mãn với bản thân. Doanh nghiệp đó sẽ không bị tụt lại phía sau và không bao giờ rơi vào tình trạng khó khăn vì thiếu những kế hoạch phù hợp cho tương lai. Doanh nghiệp đó kết hợp được bộ máy quản lý thông minh với tính liềm khiết và đảm bảo đủ 15 tiêu chí của cha tội. Câu hỏi, cái gì doanh nghiệp của ngài đang định làm mà những đối thủ cạnh tranh của ngài chưa làm? mang ý nghĩa định hướng phát triển sản phẩm mới, thị trường mới cạnh tranh với những sản phẩm của các hãng khác để phát triển và vượt lên nhằm mang lại sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng, các nhân viên và các cổ đông. Câu hỏi đó chính là khát vọng theo đuổi suốt cuộc đời cha tôi và cũng là nền tảng của 15 tiêu chí mà cuốn sách này đề cập. Công ty quản lý quỹ đầu tư của tôi đã áp dụng 15 tiêu chí này và phương pháp lời đồn đại vào các công ty của nhiều ngành khác nhau, những công ty ban đầu có quy mô nhỏ nhưng bứt phá về sau. Chúng bao gồm các công ty bán lẻ, các công ty công nghệ cao, các công ty cung cấp dịch vụ, các công ty sản xuất kinh doanh thép, hóa chất, hàng tiêu dùng, kinh doanh sòng bạc, vân vân. Hiện tại công ty quản lý quỹ đầu tư của tôi có hơn 500 nhân viên, quản lý hàng tỷ đô la nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau khi mua các loại cổ phiếu trên khắp thế giới. Nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân bạn vẫn hoàn toàn có thể áp dụng 15 tiêu chí đầu tư trong cuốn sách này. Hãy sử dụng chúng khôn khéo theo cách mà tôi đã làm khi còn là một chàng trai trẻ không có trong tay những máy móc mà ngày nay tôi đang sở hữu. Và có lẽ bạn không thể đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu như tôi, nhưng bạn cũng không cần điều đó. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, 15 tiêu chí này đáng để nghiên cứu, cho dù bạn chỉ sử dụng chúng theo cách cha tôi hình dung ban đầu hay sáng tạo thêm. Tất cả hay chỉ một vài tiêu chí riêng biệt để lựa chọn các cổ phiếu nội địa hoặc cổ phiếu của các doanh nghiệp nước ngoài các cổ phiếu giá trị hay cổ phiếu tăng trưởng đầu tư vào cổ phiếu của một công ty đại chúng hay bỏ vốn mua các doanh nghiệp tư nhân tất cả đều có thể áp dụng các tiêu chí này những vấn đề lý thú khác Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có phương pháp lời đồn đại và 15 tiêu chí đầu tư chứng khoán là có giá trị trong cổ phiếu thường và lợi nhuận phi thường. Đó chỉ là những điều mà tôi nghĩ là đáng giá nhất trong cuốn sách này. Giống như viên kim cương nhiều cạnh, cuốn sách còn những điểm sáng khác nhỏ hơn cũng rất đáng lưu ý. Ví dụ vào năm 1990, tôi đã là một chuyên gia đầu tư thành công với 18 năm kinh nghiệm và phụ trách một chuyên mục cho tạp chí Forbes nổi tiếng được 6 năm. Tôi đã tham gia viết phóng sự về nguy cơ cuộc chiến tranh ở Trung Đông do Saddam Hussein phát động. Khi nguy cơ này ngày càng tăng, các nhà đầu tư trở nên rụt rè hơn và thị trường trở nên ảm đạm. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ về lịch sử và từng viết hai cuốn sách về lịch sử tài chính. Các kinh nghiệm trong quá khứ chỉ ra cho tôi thấy, đó là thời điểm hãy mua vào. Cuối tuần, tôi quyết tâm xem kỹ lại chương 8: 5 điều các nhà đầu tư nên tránh và chương 9: thêm năm điều các nhà đầu tư nên tránh trong phần 1 của cuốn sách. Tôi biết rằng nỗi lo sợ chiến tranh chính là một cơ hội mua vào tuyệt vời. Từ tình hình thị trường cùng với một vài dự đoán về nền kinh tế, tôi đã mạnh dạn khuyến khích mọi người mua vào trên tạp chí Forbes. Nhận định của tôi đã đúng. Các bạn cũng có thể tìm thấy những điều có ích giống như vậy từ biến động trong cuộc khủng hoảng của thị trường giá xuống những năm 2000, 2002 và biết đâu là một cuộc chiến Saddam Hussein lần thứ hai. Như tôi đã trình bày, vào năm 2002, thị trường giá xuống gặp phải khủng hoảng tệ hại nhất tính từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp năm 1974, thậm chí là từ cuộc đại suy thoái 1937-1938. Rất nhiều nhà đầu tư trắng tay khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào các phi vụ lớn nhưng bị thất bại. Những nhà đầu tư có quan điểm khác cũng gặp phải sự chán trường, trống rỗng liệu cha tôi sẽ nói gì trong hoàn cảnh đó? Có lẽ cha sẽ nói với các bạn là hãy mong đợi. Ông sẽ giải thích đơn giản là chủ nghĩa tư bản sẽ sớm hồi phục, Hoa Kỳ và các nước phương Tây sẽ tiến bộ, rằng các bạn sẽ tranh cãi về đâu là điểm đáy của thị trường, và rằng chính ông cũng không giỏi dự đoán nó. Ông sẽ nói, nếu sở hữu cổ phiếu của những công ty thỏa mãn 15 tiêu chí ông đưa ra và không bán chúng đi do chạy theo mốt và tính đồng bóng nhất thời, thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cha tôi cũng sẽ khuyên những ai chưa sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp, thì đây là thời điểm thích hợp nhất để mua các loại chứng khoán thỏa mãn 15 tiêu chí của ông. Thị trường vào năm 2000 2002 đã cẩn trọng với điều đó. Liệu thị trường có suy giảm hơn nữa trước khi hồi phục trở lại không? Có lẽ cha tôi luôn biết khả năng đó là có thể. Tuy nhiên ông sẽ nói thị trường không thể suy giảm trong dài hạn Liệu cha tôi có tính cắt giảm, bán bớt cổ phiếu đi để tránh những rủi ro sẽ gặp phải? Không bao giờ, đó là việc ông ghét nhất. Đúng vậy, cha tôi đã từng bán bớt cổ phiếu để cắt lỗ vài lần trong sự nghiệp đầu tư lâu dài của mình, nhưng đó là khi ông đã biết chắc thị trường vẫn chưa rớt giá và vẫn đứng vững, chứ không phải là sau khi nó đã sụt giảm. Liệu cha tôi có sợ Saddam Hussein, Osama Bin Laden hay nạn khủng bố? Không hay ông sợ chiến tranh? Trong cuốn sách này, cha tôi sẽ trực tiếp nói với các bạn là không phải vậy. Hay ông ngưỡng mộ Tổng thống Bush vì đã thúc đẩy chiến tranh? Không. Cha tôi không ngưỡng mộ các vị Tổng thống lắm bởi họ là chính khách, mà ông thì không quan tâm nhiều đến chính trị. Một số ít các chính trị gia ông từng quan tâm không nắm giữ chức vụ cao. Cha tôi đã nói, chức vụ càng cao, càng nói dối nhiều. Ông ghét chiến tranh và hiếm khi chấp nhận lời bào chữa cho việc đó liệu ông có lo lắng về những điều tiêu cực khác trong giới truyền thông đương thời như tính liêm chính của một doanh nghiệp khả năng ngập sâu thêm vào suy thoái kinh tế tỷ lệ pi trên /E y cao chính phủ của brazil có thể bị vỡ nợ hay bất cứ điều gì khác không không nhiều thay vì chăm chăm nhìn vào những khía cạnh tiêu cực cha tôi dành nhiều thời gian để phân tích nền tảng cơ bản của các cổ phiếu mà ông đang sở hữu và xem con nên tiếp tục giữ chúng hay không. Cũng có thể ông sẽ thay thế các cổ phiếu yếu nhất trong danh mục của mình bằng các cổ phiếu mới tốt hơn. Ông luôn xem thị trường biến động, suy giảm như một cơ hội tuyệt vời để nâng cấp chất lượng số đầu cổ phiếu mà ông đang sở hữu. Vào cuối sự nghiệp của mình, khi được hỏi về việc dự đoán thời điểm nên mua hay bán chứng khoán và các vấn đề của ngành chứng khoán, cha tôi thường trả lời theo kiểu: "Con trai tôi đã chứng minh rằng nó có thể làm được những điều hơn hẳn tôi và đây là những gì nó nói, nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng nó. Cha tôi chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai có thể đưa ra những quyết định như vậy cho ông, ông chỉ tin tưởng vào việc sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp thỏa mãn 15 tiêu chí của ông. Và ngày nay, ông vẫn vậy. Trong sự nghiệp của mình, tôi thường xuyên nghe mọi người nói rằng, "À, tôi đã sai lầm, điều này có lẽ khá đúng." Và B cha tôi sẽ không bao giờ làm những điều tôi đang làm nói chung tôi biết rằng họ không thể hiểu rõ suy nghĩ của cha tôi như tôi và hầu hết họ chưa từng đọc cuốn sách của ông nhiều lần như tôi vì vậy tôi không bao giờ quan tâm đến những lời bình phẩm của họ về những gì có lẽ cha tôi đã làm và không làm điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cho dù là một người hiểu rõ nhất về cha tôi trong kinh doanh tôi vẫn đọc sách của ông nhiều hơn bất cứ ai thậm chí ngay cả khi đã hiểu rõ về cuốn sách thì khi đọc lại bạn vẫn có thể tìm thấy được những điều hữu ích cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường giống như một cuốn kinh thánh nhỏ về đầu tư cuốn sách để đọc đi đọc lại nhiều lần và những lợi ích mà nó mang lại sẽ không kết thúc ở trang cuối cùng giống như tôi các bạn sẽ tìm thấy một kho báu thật sự trong những trang sách này cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những nguyên tắc đầu tư chứng khoán cơ bản nó không những đưa ra cơ sở thật sự của nền tảng đầu tư mà còn là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo của các nhà đầu tư chứng khoán hàng đầu trong nhiều năm nó là một phần của các chương trình giảng dạy trong các khóa học về đầu tư tại trường kinh doanh stanford mọi sinh viên từng học tại đây đều đọc cuốn sách này và một số đã trở thành nhà đầu tư chứng khoán hàng đầu nhưng không chỉ có vậy Warren Buffett, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, luôn kính trọng cha tôi và coi cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường là nền tảng phát triển triết lý đầu tư của ông. Có thể thấy điều đầu tiên trong những điều cha tôi khuyên các nhà đầu tư nên tránh, trường 9. Không nên đa dạng hóa quá mức danh mục đầu tư. Chính là chìa khóa trong triết lý đầu tư của Buffett. Từ khi cha tôi viết cuốn sách đầu tiên cho tới cuốn thứ ba và cũng là cuối cùng, Conservative Investors Sleep Well. Tạm dịch. Giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng. Không có nhiều thay đổi trong các quan điểm đầu tư chính thống. Nhưng từ năm 1958 đến năm 1974, đã có rất nhiều biến đổi trong đầu tư. Một đợt thị trường giá lên và một đợt thị trường giá xuống lớn với rất nhiều mốt nhất thời và tính đồng bóng. Lúc đó cha tôi đã 67 tuổi. Cuốn sách sau cùng của ông rất hay nhưng không thành công bằng cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường. Ông đã viết cuốn sách đầu xuất sắc đến nỗi, hai cuốn sau của ông chỉ là sự tiếp nối bổ sung cho nó. Vì thế, nếu bạn chỉ có thể đọc hay nghe một cuốn sách do trả tuổi viết, hãy chọn cuốn đầu tay này. Còn nếu bạn vẫn muốn đọc hoặc nghe thêm, thì cuốn quan trọng tiếp theo là cuốn sách cuối cùng. Trong đó các bạn cũng có thể tìm thấy những ý kiến căn bản về đầu tư. Nó chứa đựng những chủ đề mang tính thời sự, nhưng luôn sống mãi với thời gian. Tôi nghĩ rằng phần viết về công ty Motorola trong chương 6, cuốn Giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng là điển hình cho phong cách của cha tôi. Trong chương đó, ông đã chỉ ra tại sao Motorola, một doanh nghiệp khi đó không được nhiều người ưa chuộng, lại là một công ty lớn và vì tính toán cho tương lai dài hạn, ông sẵn sàng giữ khoản đầu tư vào công ty này bằng mọi giá. 25 năm sau đó, cổ phiếu của Motorola đã tăng trưởng lên gấp hơn 30 lần. Có khi nào bạn được ai đó phân tích sâu xa về tương lai của một tập đoàn trong nhiều thập kỷ tới? Gần như là không bao giờ. Liệu có ai đó sẽ giữ khư khư một loại cổ phiếu trong tận 25 năm? Đúng vậy, chắc chắn chỉ có mỗi Phil A. Fisher đã làm điều đó và những chứng khoán Motorola, phần tài sản cá nhân lớn nhất của ông, đã luôn làm trao đảo chỉ số S&P 500 đó đã và đang là tất cả những gì về phil fisher tìm ra một số rất ít các công ty lớn mà ông có thể thật sự hiểu và giữ cổ phiếu của chúng rất rất lâu trong khi các cổ phiếu đó đã tăng giá chóng mặt giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng là cuốn sách tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc chỉ ra cách để mua và giữ những cổ phiếu tăng trưởng mà không phải chịu rủi ro nhiều năm qua mọi người thường hỏi tôi về mối quan hệ những kỷ niệm đáng nhớ của hai cha con và tất cả những điều khác. Trong ký ức của tôi, ông là người kể chuyện trước giờ đi ngủ hay nhất thế giới, và những câu chuyện của ông hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thị trường chứng khoán. Rất nhiều câu chuyện trong số đó là do ông tưởng tượng ra. Giống như những đứa trẻ nhỏ, tôi yêu từng khoảnh khắc trong câu chuyện của ông. Mọi người cũng thường hỏi tôi, nếu anh có thể cô động lời khuyên của cha mình chỉ trong một câu, thì đó sẽ là gì? Câu trả lời của tôi là hãy đọc hoặc nghe những gì ông viết và áp dụng chúng vào thực tế. Đó là những gì các bạn thu nhận được từ cuốn sách này. Hãy thưởng thức chúng. Kenneth L. Fisher Kings Mountain, California Tháng 7 năm 2003 Mời bạn xem phần lời giới thiệu của công ty cổ phần sách Alpha được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Cổ phiếu thưởng, lợi nhuận phi thưởng Việc xuất bản một cuốn sách mới về lĩnh vực đầu tư có thể cần đến vài lời giải thích của tác giả. Bởi vậy, những bình luận sau đây phải riêng từ một chút để có thể lý giải thỏa đáng cho sự mạo hiểm của tôi khi đưa thêm một cuốn sách khác về chủ đề này tới giới đầu tư. Sau một năm học tại trường Stanford, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, tháng 5 năm 1928, tôi gia nhập thế giới kinh doanh. Tôi làm tại phòng thống kê của một trong những đơn vị hợp thành của Ngân hàng Quốc gia Roger Anglo ở San Francisco và 20 tháng sau được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Theo cách nói ngày nay thì tôi là một nhà phân tích chứng khoán. Tại đây tôi đã chứng kiến tận mắt cơn lốc chứng khoán cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng, lên tới đỉnh điểm vào mùa thu năm 1929, cũng như giai đoạn khủng hoảng sau đó. Từ những gì quan sát được, tôi tin rằng đó là một cơ hội tuyệt vời trên bờ biển phía Tây cho một công ty tư vấn đầu tư có hình ảnh đối lập trực tiếp với sự mô tả kinh điển nhưng không mấy hay ho về một số nhà môi giới chứng khoán nào đó. Những người biết giá cả của mọi thứ nhưng lại không hề biết giá trị của bất cứ thứ gì. Tháng 3 năm 1931, tôi sáng lập công ty Fisher Co. Một doanh nghiệp tư vấn đầu tư phục vụ cộng đồng chung nhưng tập trung chủ yếu vào một vài công ty tăng trưởng. Hoạt động của công ty đã rất phát đạt. Sau đó cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra trong 3 năm rưỡi làm công việc văn phòng cho không lực Hoa Kỳ. Tôi dành tất cả thời gian rỗi để ôn lại những hoạt động đầu tư thành công và đặc biệt là những hoạt động thất bại mà tôi đã thực hiện, cũng như các hoạt động đầu tư tôi chứng kiến trong suốt 10 năm trước đó. Từ sự hồi tưởng này, tôi bắt đầu nhận ra một số nguyên lý đầu tư khác xa với một vài nguyên lý chung được thừa nhận như trần lý trong giới tài chính. Khi giải ngũ, tôi quyết định thực hành các nguyên lý đó trong một môi trường kinh doanh ít chịu tác động bên ngoài nhất có thể. Thay vì phục vụ mọi đối tượng, hơn 11 năm, Fisher Co chưa bao giờ phục vụ nhiều hơn 12 khách hàng một lúc và hầu hết các khách hàng này đã trở thành khách hàng trung thành. Tất cả hoạt động của Fisher Co tập trung vào một mục tiêu duy nhất là gia tăng giá trị của vốn đầu tư lớn. Tôi đã nhận ra rằng 11 năm đó là giai đoạn giá lên nói chung của thị trường chứng khoán mà bất cứ ai tham gia đầu tư cũng đều thu được lợi nhuận. Tuy nhiên trên cơ sở bước tiến vững chắc các quỹ này đạt được trong các chỉ số đã được thừa nhận chung của toàn bộ thị trường. Tôi nhận thấy trong thời kỳ hậu chiến, việc tuân theo các nguyên tắc này còn chứng minh tác dụng rõ rệt hơn cả trong 10 năm trước chiến tranh. Quan trọng hơn, tác dụng của các nguyên tắc này còn không hề giảm đi trong suốt những năm khi thị trường chung ổn định hoặc sụt giảm so với khi tăng giá mạnh mẽ. Khi nghiên cứu về kết quả đầu tư của tôi và những người khác có hai vấn đề ảnh hưởng đáng kể khiến tôi viết cuốn sách này. Thứ nhất là, cần có lòng kiên trì nếu muốn kiếm được lợi nhuận đầu tư lớn. Nói cách khác, việc dự đoán điều gì sẽ xảy ra với giá của một cổ phiếu thường dễ dàng hơn là dự đoán bao lâu thì sự kiện đó sẽ xảy ra. Thứ hai là, những trò lừa bịp vốn có của thị trường chứng khoán. Làm những việc a theo người khác và những việc bạn bị xúi dục thường dẫn đến sai lầm. Về những lý do này mà trong nhiều năm qua, tôi đã giải thích rất cụ thể cho các cổ đông góp vốn vào quỹ của tôi về những nguyên tắc đằng sau các hành động tôi đã thực hiện. Chỉ bằng cách đó, họ mới hiểu rõ tại sao tôi lại đưa vào danh mục đầu tư một vài cổ phiếu hoàn toàn vô danh và nhất quyết không bán chúng trước khi chúng có đủ thời gian để khẳng định mình trên thị trường. Dần dần tôi nảy sinh mong muốn biên soạn và xuất bản những nguyên tắc đầu tư này đến mọi người, vì thế tôi bắt đầu dò dẫm bắt tay vào phát thảo cuốn sách. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều người mà hầu hết có số vốn đầu tư nhỏ hơn rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân là khách hàng của tôi. Trong suốt nhiều năm, họ đã đến gặp và hỏi tôi rằng những nhà đầu tư nhỏ như họ nên bắt đầu như thế nào để có thể thu về lợi nhuận? Tôi nghĩ có lẽ những khó khăn đối với các nhà đầu tư nhỏ, những người một cách vô thức thu nhận mọi ý tưởng và quan điểm mà có thể khiến họ phải trả giá đắt trong nhiều năm là bởi vì họ chưa bao giờ được đặt vào thách thức của những quan niệm căn bản hơn cuối cùng tôi nghĩ về rất nhiều cuộc thảo luận của tôi với một nhóm nhà đầu tư khác cũng rất quan tâm đến các vấn đề này mặc dù là từ một lập trường khác họ là các chủ tịch hội đồng quản trị các phó chủ tịch tài chính và kế toán trường các công ty đại chúng rất nhiều người trong số họ thật sự mong muốn hiểu được càng rõ càng tốt về các vấn đề này vì thế tôi nghĩ cuốn sách của tôi là rất cần thiết và mong muốn mọi độc giả đều có thể dễ dàng lĩnh hội nó tôi cũng huy động rất nhiều ví dụ thực tiễn cách diễn đạt và sự suy luận giống với cách tôi sử dụng khi truyền đạt những khái niệm tương tự tới cổ đông của các quý tôi từng quản lý hy vọng rằng vì giá trị của những ý tưởng tôi đưa ra các bạn có thể bỏ qua những khiếm khuyết cuốn sách mắc phải. Philip A. Fisher, San Mateo, California, tháng 9 năm 1957 Chương 1. Những mảnh mối từ quá khứ Bạn có một khoản tiền trong ngân hàng. Bạn quyết định đầu tư mua vài cổ phiếu thưởng. Bạn đi đến quyết định trên vì bạn mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn so với khi đầu tư khoản tiền này vào lĩnh vực khác. Vì bạn muốn thành công trên nước Mỹ. Có thể bạn nghĩ đến những năm đầu khi Harry Ford sáng lập Ford Motor Company hay Andrew Mullen xây dựng Aluminum Company of America và băn khoăn liệu mình có tìm được những doanh nghiệp trẻ tiềm năng giúp tạo nền tảng cho vận may tương lai cho bạn. Cũng có thể chỉ vì dường như bạn thấy lo lắng, vì thế, bạn muốn tìm một chốn an toàn phòng cơn mưa bão. Do vậy, sau khi nghe ngày càng nhiều về lạm phát, bạn ảo ước có một điều gì đó an toàn và bảo vệ bạn khi sức mua của đồng đô la đang giảm sút mạnh. Có thể động cơ thật sự của bạn là sự tổng hợp của một số động cơ nói trên. Cũng có thể do bạn nghe nói hàng xóm kiếm được nhiều tiền từ chứng khoán hoặc nhận được một tài liệu giải thích tại sao cổ phiếu của Midwestern Pumpernickel giờ đây là một món hời. Tuy nhiên đằng sau tất cả điều này chỉ có một động cơ căn bản duy nhất. Dù vì bất cứ lý do nào và bằng bất cứ cách nào, bạn mua cổ phiếu thường là để kiếm tiền. Vì thế dường như thật logic nếu trước khi bạn nghĩ đến việc mua một loại cổ phiếu thường nào đó thì bước đầu tiên là xem xét kinh nghiệm của những người kiếm được nhiều tiền nhất. Nếu quan tâm đến lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, bạn sẽ biết được hai phương pháp kiếm tiền khác nhau. Vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, nhiều người kiếm được những tài sản lớn và nhỏ bằng cách đặt cược vào các chu kỳ kinh doanh. Trong thời kỳ hệ thống ngân hàng không ổn định do bùng nổ và phá sản theo chu kỳ, việc mua cổ phiếu của các công ty tại thời điểm xấu và bán ra tại thời điểm tốt thu được kết quả khả quan. Điều này đặc biệt đúng đối với những người hiểu biết sâu sắc về tài chính, những người biết thông tin về thời điểm hệ thống ngân hàng gặp khó khăn trước người khác. Tuy nhiên có một thực tế quan trọng cần phải ghi nhận, đó là ngay cả trong giai đoạn thị trường chứng khoán mà khởi đầu với sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang FED hay Fed năm 1913 và kết thúc khi luật chứng khoán và hối đoái được thông qua và buổi đầu của chính quyền Franklin D Roosevelt thì những người sử dụng phương pháp khác cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn và chịu ít rủi ro hơn tìm ra các công ty thật sự đáng chú ý và giữ cổ phiếu của họ qua giai đoạn biến động của thị trường đã mang lại cho nhiều nhà đầu tư khoản lợi nhuận hơn hẳn những người cố gắng mua cổ phiếu khi giá rẻ và bán khi giá đắt nếu kết luận này gây ngạc nhiên thì lời khuyên rút ra từ nó còn gây ngạc nhiên hơn đây là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cánh cửa giúp đầu tư thành công trong danh sách các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ ngày nay, rất nhiều cổ phiếu của các công ty mà nếu cách đây 25 đến 50 năm, bạn bỏ 10.000 đô la đầu tư vào chúng, thì giờ đây khoản đầu tư đó có giá trị phổ biến là 250.000 đô la hoặc gấp vài lần. Nói cách khác, trong suốt cuộc đời, hầu hết các nhà đầu tư đều có vô số cơ hội đầu tư để gây dựng nền tảng cho tương lai vững chắc của chính họ hay cho con cái họ những cơ hội ấy không đòi hỏi phải tiến hành giao dịch vào đúng thời điểm thị trường tụt xuống đáy trong nhiều năm cổ phiếu của các công ty này luôn sẵn có tại nhiều mức giá có thể đem lại lợi nhuận việc bạn cần làm là phải lọc ra một số ít những công ty có triển vọng đầu tư sán lạn từ rất nhiều công ty mà tương lai biến động khôn lường ngày nay liệu có còn những cơ hội đầu tư có thể mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao trong tương lai hay không nếu câu trả lời là có thì cách tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư vào cổ phiếu thường bỗng trở nên rõ ràng. Thật may mắn, có nhiều bằng chứng cho thấy ngày nay, những cơ hội còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với 25 năm đầu thế kỷ 20. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này là do những thay đổi căn bản về bộ máy quản lý và cách giải quyết công việc kinh doanh. Trong thế hệ trước, lãnh đạo các tập đoàn lớn thường là thành viên trong gia đình, họ coi tập đoàn như sở hữu cá nhân và hầu như không chú ý đến lợi ích của các cổ đông khác vấn đề là ở chỗ thông thường chỉ có con trai hoặc cháu trai được đào tạo để tiếp quản công việc khi những người đi trước không còn phù hợp nói chung việc tuyển chọn các tài năng xuất sắc nhất để bảo vệ khoản đầu tư của các cổ đông hiếm khi được nhà quản lý coi trọng dưới sự quản lý tập quyền các nhà quản lý kinh nghiệm lâu năm có xu hướng chống đối cải cách đổi mới và thường xuyên từ chối lắng nghe những đề nghị hay góp ý phê bình điều này khác xa với môi trường cạnh tranh ngày càng cao cùng với việc nỗ lực tìm kiếm mọi cách để trở nên hoàn thiện hơn như hiện nay giờ đây cách quản lý hàng đầu là không ngừng tự phân tích tìm kiếm sự đổi mới thường xuyên đi khảo sát bằng cách tham khảo ý kiến của các chuyên gia để thu được những lời khuyên tốt trước đây luôn có một nguy cơ là những tập đoàn hấp dẫn nhất sẽ không tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực đó hoặc nếu có thì các thành viên trong công ty cũng sẽ chiếm đoạt tất cả lợi ích cho bản thân họ ngày nay các nguy cơ trong đầu tư như thế chưa biến mất hoàn toàn nhưng khó có thể trở thành hiểm họa đối với các nhà đầu tư cẩn trọng khía cạnh thay đổi đáng chú ý trong quản lý doanh nghiệp đó là nếu sự phát triển của nghiên cứu doanh nghiệp được tiến hành song song với thử nghiệm công nghệ mới thì doanh nghiệp sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho cổ đông như vậy việc nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới sẽ đem lại kết quả tuyệt vời với lợi nhuận không ngừng tăng cho cổ đông ngay cả hiện nay cũng chỉ có rất ít nhà đầu tư hình dung được sự phát triển này diễn ra nhanh như thế nào. Và liệu nó sẽ tiến xa đến đâu, cũng như tác động của nó đối với chính sách đầu tư cơ bản. Thực tế, ngay cả vào cuối những năm 1920, chỉ có khoảng một nửa tá tập đoàn công nghiệp thành lập các tổ chức nghiên cứu đúng nghĩa. Theo tiêu chuẩn ngày nay, quy mô của chúng là nhỏ, phải cho đến khi vì lo sợ Adolf Hitler, kiểu hoạt động này mới được thúc đẩy vì mục đích quân sự, nhờ đó nghiên cứu công nghiệp mới thật sự bắt đầu phát triển. Từ đó các nghiên cứu liên tục phát triển. Một cuộc khảo sát năm 1956 đăng trên tờ Business Week và một loạt ấn phẩm thương mại khác của mcgraw hậu chỉ ra rằng trong năm 1953 chi phí nghiên cứu và phát triển trung bình của các tập đoàn là 3,7 tỷ đô la. Năm 1956 chi phí này lên tới 5,5 tỷ đô la. Và theo kế hoạch phát triển hiện tại thì con số này có thể lên tới 6,3 tỷ đô la vào năm 1959. Đáng ngạc nhiên không kém, cuộc khảo sát này chỉ ra rằng vào năm 1959, nhiều ngành công nghiệp đang dẫn đầu của Mỹ kỳ vọng đạt được từ 15% đến hơn 20% trong tổng doanh thu từ những sản phẩm chưa được thương mại hóa của năm 1956. Mùa xuân năm 1957, họ tiến hành một cuộc khảo sát tương tự nếu kết quả năm 1956 gây bất ngờ, thì số liệu thu được trong lần khảo sát này hẳn gây một cú sốc lớn. Chi phí nghiên cứu đã tăng 20% so với tổng chi phí năm trước, lên tới 7,3 tỷ đô la. Điều đó cho thấy chi phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển đã tăng 100% trong vòng 4 năm. Cũng có nghĩa chi phí nghiên cứu tăng lên thực tế trong 12 tháng là 1 tỷ đô la. Mặc dù chỉ hơn một năm trước thôi, con số này là khoản chi phí người ta dự định sử dụng cho 36 tháng tiếp theo. Chi phí nghiên cứu dự tính của năm 1960 lên tới 9 tỷ đô la. Hơn thế nữa, tất cả các ngành công nghiệp sản xuất chứ không chỉ một số ít ngành công nghiệp được lựa chọn để khảo sát trong lần đầu. Kỳ vọng 10% doanh thu năm 1960 là từ những sản phẩm mới mà 3 năm trước chưa được thương mại hóa. Trong một số ngành công nghiệp cụ thể, sản lượng bán ra cao gấp nhiều lần, đơn thuần là nhờ thay đổi về mẫu mã và phong cách tác động của nghiên cứu trong đầu tư không phải là phóng đại chi phí của loại nghiên cứu này lớn đến nỗi một tập đoàn thất bại trong nghiên cứu theo quan điểm kinh doanh có khả năng sẽ lao đao trước gánh nặng vận hành dự án hơn nữa đối với cả nhà quản lý lẫn nhà đầu tư không có tiêu chuẩn dễ dàng và nhanh chóng nào để đo lường khả năng sinh lợi của nghiên cứu vì thế rất nhiều dự án nghiên cứu không chắc đem lại lợi ích gì hơn nữa, hoàn toàn ngẫu nhiên. Hàng loạt những dự án phi lợi nhuận như vậy lại bỗng dưng tụ họp lại trong một khoảng thời gian đặc thù tại ngay cả những phòng thí nghiệm kinh doanh hoạt động hiệu quả. Cuối cùng, tính từ thời điểm một dự án bắt đầu được thai ngén cho đến khi đạt được hiệu quả để mang lại lợi nhuận, thì thường phải mất từ 7 đến 11 năm. Vì thế, chắc chắn ngay cả những dự án nghiên cứu sinh lợi cũng phải ngốn khoản chi phí lớn trước khi thu về lợi nhuận cho cổ đông tuy nhiên nếu một nghiên cứu sơ xài sẽ phải trả giá cao thì việc hầu như không nghiên cứu sẽ còn phải trả giá đắt hơn sau vài năm sự xuất hiện của những nguyên liệu và máy móc mới với nhiều chủng loại sẽ thu hẹp thị trường tiêu thụ của hàng nghìn công ty thậm chí là của tất cả các ngành công nghiệp không theo kịp thời đại những thay đổi căn bản trong cách thức làm việc đã diễn ra cùng với việc đưa máy tính vào sử dụng để lưu trữ dữ liệu và dùng bức xạ trong quy trình chế biến công nghiệp nhiều công ty tỉnh táo nhận ra những xu hướng mới, ý thức được việc tận dụng công nghệ để đạt được doanh thu bán hàng khổng lồ. Những công ty này vẫn duy trì phương thức quản lý vừa đảm bảo được hiệu quả cao nhất trong hoạt động hàng ngày, đồng thời phải đi đầu trong các lĩnh vực và vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn trong tương lai. Chắc chắn, những cổ đông may mắn của các công ty này sẽ lợi to. Ngoài những ảnh hưởng do thay đổi tầm nhìn trong quản lý và xu hướng nghiên cứu tăng nhanh, và một nhân tố thứ ba mang lại cho các nhà đầu tư ngày nay nhiều cơ hội hơn so với những thập kỷ trước. ở phần tiếp theo của cuốn sách đề cập đến thời điểm nên mua hay bán cổ phiếu, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn những yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ kinh doanh mà đáng lẽ các chính sách đầu tư nên đưa vào. còn trong phần này tôi muốn đề cập một chút về những ảnh hưởng của nhân tố thứ ba, đó là sự thay đổi chính sách căn bản trong cơ cấu của chính phủ liên bang đã đem lại khoản cổ tức lớn hơn cho những người sở hữu một số loại cổ phiếu thường năm 1932. Trước và sau năm đó, cho dù không có mấy công lao trong thay đổi đó, cả hai đảng chủ chốt vẫn luôn được hưởng công trạng về bất cứ sự thịnh vượng nào của nền kinh tế trong giai đoạn họ cầm quyền. Ngược lại, khi cổ phiếu đột ngột sụt giá, họ cũng dễ dàng bị phe đối lập và công chúng buộc tội. Tuy nhiên trước năm 1932, ban lãnh đạo của cả hai đảng đều cần được nhìn nhận nghiêm túc về việc liệu có chút đạo đức hay khôn ngoan chính trị nào không khi chủ động tạo ra thâm hụt ngân sách khổng lồ vì mục đích chống đỡ cho một số ngành kinh doanh yếu kém. Dù cho đảng nào cầm quyền thì nó cũng đã không xem xét nghiêm túc việc nó đã ngăn chặn tình trạng thất nghiệp bằng những phương thức hết sức tốn kém. Từ sau năm 1932, mọi thứ đều đảo ngược. Không chắc là đảng Dân Chủ có ít công trạng hơn Đảng Cộng Hòa trong việc cân bằng ngân sách liên bạc. Tuy nhiên, ngoại trừ cựu Bộ trưởng Tài chính Humphrey, từ Tổng thống Eisenhower trở xuống, ba lãnh đạo có thẩm quyền của Đảng Cộng Hòa nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng nếu tình hình kinh doanh đi xuống, họ sẽ không do dự giảm thuế và sử dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm thâm hụt ngân sách để duy trì sự thịnh vượng của nền kinh tế và khắc phục tình trạng thân nghiệp. Điều này hoàn toàn khác xa so với những học thuyết phổ biến trước khi cuộc đại suy thoái xảy ra. Ngay cả nếu thay đổi trong chính sách trên không được đông đảo mọi người chấp thuận, thì một số thay đổi khác xuất hiện cũng mang lại những kết quả tương tự, dù không ngay lập tức. Thuế thu nhập chỉ có hiệu lực dưới thời Wilson. Trước những năm 1930, nó không có ảnh hưởng gì lớn tới toàn bộ nền kinh tế. Những năm trước đó hầu như thu nhập của liên bang là từ thuế hải quan hay thuế đánh vào hàng nội địa. Các khoản thu này khá khiêm tốn, nhưng xét về tổng thể lại tương đối ổn định. Trái lại, ngày nay khoảng 80% nguồn ngân sách liên bang thu được là từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là bất cứ một sự tụt giảm đột ngột nào trong giới doanh nghiệp nói chung cũng sẽ dẫn tới sự sụt giảm tương đương trong thu nhập của liên bang. Trong khi đó, nhiều chính sách khác nhau như trợ giá nông sản hay trợ cấp thất nghiệp đã được đưa vào các bộ luật của Mỹ Chính vào thời điểm mà sự thua lỗ của một doanh nghiệp có thể làm sụt giảm mạnh nguồn thu của chính phủ liên bang, thì các khoản chi kiểu này đã khiến chi tiêu chính phủ tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, quyết tâm đảo ngược bất cứ xu hướng kinh doanh bất lợi nào bằng cách cắt giảm thuế, xây dựng thêm các công trình phúc lợi công cộng và cho các doanh nghiệp đang phải chịu sức ép lớn vay tiền đã khiến cho một nguy cơ ngày càng rõ ràng là nếu có một cuộc suy thoái thật sự sắp xảy ra, thâm hụt liên bang có thể dễ dàng lên đến mức 25 tỷ đô la đến 30 tỷ đô la một năm. Các đợt thâm hụt kiểu này sẽ làm lạm phát trầm trọng hơn, cũng giống như đợt thâm hụt do chiến phí gây ra đã dẫn đến tình trạng giá cả leo thang thời hậu chiến. Điều này có nghĩa là nếu một cuộc suy thoái xảy ra thì nó có xu hướng kết thúc sớm hơn so với một số cuộc đại suy thoái từng xảy ra trước đó. Hiện tượng lạm phát gia tăng khiến giá cả hàng hóa tăng vọt. Điều mà trước đây từng giúp một số ngành công nghiệp, nhưng cũng khiến một số khác điều đứng. Trong hoàn cảnh kinh tế đó, chu kỳ kinh doanh cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cổ đông của các công ty yếu kém về tài chính hay lợi thế cạnh tranh. Nhưng đối với các cổ đông trong các công ty có đủ sức mạnh tài chính để chống đỡ, hoặc có khả năng vay vốn để trèo chống công ty từ 1 đến 2 năm trong giai đoạn khó khăn, thì sự đi xuống của các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế như hiện nay chỉ là sự chứng lại tạm thời của thị giá cổ phiếu của công ty đó, chứ không phải là mối đe dọa căn bản đến sự tồn tại của bản thân khoản đầu tư từng có nguy cơ phải đối mặt trước năm 1932. Một xu thế tài chính căn bản khác sinh ra từ khuynh hướng gây lạm phát ngày càng trở nên in sâu trong các bộ luật của Mỹ và các quan điểm về trách nhiệm kinh tế của chính phủ. Trái phiếu đã trở thành những khoản đầu tư dài hạn không mong đợi đối với các nhà đầu tư trung bình. Mùa thu năm 1956, tỷ lệ lãi suất tăng kéo dài trong vài năm trước đó đã tạo ra một lực đẩy lớn khi các trái phiếu được xếp hạng cao liên tục được bán ra với giá rẻ nhất trong vòng 25 năm. Rất nhiều chuyên gia tài chính đã khuyến khích chuyển đầu tư từ các loại cổ phiếu giá cao sang các loại chứng khoán thu nhập cố định. Lợi nhuận cao bất thường của trái phiếu vượt mức lợi nhuận từ cổ tức của các cổ phiếu dường như đã củng cố mạnh mẽ cho sự hoàn hảo của chính sách này. Trong ngắn hạn, sớm hay muộn thì chính sách này cũng sẽ cho thấy lợi ích. Do đó, nó có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư ngắn và trung hạn, và các thương gia nhạy bén về thời điểm quyết định tiến hành giao dịch. Bất kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng nào gần như tất yếu sẽ khiến lãi suất tiền gửi sụt giảm và giá trái phiếu tăng lên tại thời điểm giá cổ phiếu khó có thể tăng. Tóm lại, những trái phiếu được xếp hạng cao chỉ tốt cho những kẻ đầu cơ, nhưng lại không tốt đối với các nhà đầu tư dài hạn. Điều này dường như trái với những suy nghĩ thông thường về ảnh hưởng của lạm phát. Tuy nhiên bất cứ hiểu biết thật sự nào về ảnh hưởng của lạm phát cũng cho thấy tại sao điều này dường như là chân lý. Báo cáo tháng 12 năm 1956 của The First National City Bank chi nhánh New York đã đưa ra một bảng biểu diễn sức mua của đồng tiền giảm sút như thế nào trên toàn thế giới trong 10 năm kể từ năm 1946 đến 1956. Bảng này bao gồm 16 quốc gia giàu có. Bất cứ một quốc gia nào trong số đó đều có giá trị đồng tiền giảm đáng kể. Thụy Sĩ có giá trị đồng tiền giảm xuống ít nhất. Thời kỳ cuối của giai đoạn 10 năm này, sức mua của đồng tiền Thụy Sĩ chỉ còn 85% so với 10 năm trước đó, trong khi đó, đồng tiền Chile bị mất tới 95% so với giá trị ban đầu. Ở Mỹ và Canada, sự giảm sút này lần lượt là 29% và 35%. Điều này có nghĩa là tại Mỹ tỷ lệ sụt giá hàng năm của đồng tiền trong suốt thời kỳ đó lên tới 3,4% và Canada là 4,2%. Ngược lại, số lượng trái phiếu mà chính phủ Mỹ phát hành đã được mua ngay trong thời gian đầu của giai đoạn 10 năm với tỷ lệ lãi suất khá thấp, chỉ khoảng 2,19%. Rõ ràng là một cổ đông sở hữu các loại chứng khoán có thu nhập cố định hoặc được xếp hạng cao chỉ thu được lãi suất thực tế lớn hơn âm 1%. Tuy nhiên, giả sử thay vì thu được trái phiếu có tỷ lệ lãi suất tương đối thấp chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu, thì nhà đầu tư có thể mua chúng ở mức lãi suất tương đối cao, nhưng chiếm ưu thế trong 10 năm sau. Báo cáo trên cũng cung cấp một vài số liệu về vấn đề này. Theo ước tính lãi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ cuối giai đoạn 10 năm là 3,27%. Các nhà đầu tư vẫn bị lỗ nhẹ. Tuy nhiên, 6 tháng sau khi bản báo cáo đó được hoàn thành, thì tỷ lệ lãi suất lại tăng lên đáng kể trên 3,5%. Vậy các nhà đầu tư phải làm thế nào nếu ngay từ đầu anh ta có cơ hội đầu tư với lợi nhuận ước tính cao nhất trong hơn 25 năm qua? Thực tế là trong đa số trường hợp, anh ta khó thu được vốn đầu tư, thậm chí bị lỗ bởi hầu hết những người mua trái phiếu đều phải trả ít nhất là 20% thuế thu nhập tính trên phần lãi thu được. Nhiều ví dụ cho thấy thuế mà những người nắm giữ trái phiếu phải trả quá cao. 20% ngay từ 2.000 đô la đến 4.000 đô la tiền lãi ban đầu. Tương tự, nếu một nhà đầu tư mua các trái phiếu đô thị miễn thuế vào thời điểm nóng này, tỷ lệ lãi suất thấp của các chứng khoán miễn thuế này cũng không mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận thật sự. Xin được nói thêm một chút. Các trái phiếu đô thị là trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành nhằm huy động vốn cho các công trình phúc lợi, thu nhập từ trái phiếu loại này được miễn thuế trở lại với nội dung chính. Tất nhiên những con số trên chỉ là kết luận cho giai đoạn 10 năm này. Tuy nhiên chúng còn dự đoán các tình hình này là phổ biến trên phạm vi thế giới và vì thế các xu hướng chính trị ở bất kỳ nước nào cũng khó có thể xoay chuyển được tình thế. Điều thật sự quan trọng để trái phiếu có thể trở thành khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn là liệu có một xu hướng tương tự diễn ra trong thời gian tới hay không. Tôi cho rằng nếu toàn bộ cơ chế lạm phát được nghiên cứu kỹ thì chúng ta sẽ thấy rõ là lạm phát gia tăng kích thích tăng trưởng tiến dụng. Hệ quả của thâm hụt ngân sách của chính phủ đã nới rộng cơ sở tiền gửi của hệ thống tiến dụng. Thâm hụt lớn sau chiến tranh thế giới thứ hai cũng để lại hậu quả như vậy. Những nhà đầu tư trái phiếu trước chiến tranh vẫn duy trì được mức thu nhập ổn định từ các chứng khoán có thu nhập cố định. Nhưng thực tế, họ đã mất hơn một nửa giá trị thực của các khoản đầu tư này. Có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng vững, cổ phiếu của chúng sẽ tiếp tục chiếm ưu thế hơn so với trái phiếu hoặc ngược lại suy thoái xuất hiện tạm thời các trái phiếu sẽ hấp dẫn hơn cả cổ phiếu hàng đầu tuy nhiên hàng loạt các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách được thực thi sẽ làm giảm đáng kể sức mua trái phiếu tất nhiên suy thoái sẽ dẫn đến lạm phát gia tăng khó khăn ở đây là quyết định khi nào nên bán trong giai đoạn giá trái phiếu có xu hướng giảm trong nền kinh tế biến động phức tạp như hiện nay các chứng khoán loại này y nói trái phiếu về cơ bản phù hợp với ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà cá nhân có mục đích đầu tư ngắn hạn, vì chúng không cung cấp cho nhà đầu tư dài hạn khoản lãi tương xứng để bù lại khi sức mua giảm sút. Trước khi tìm hiểu và bàn luận sâu hơn, chúng ta nên tóm tắt ngắn gọn những dẫn chứng rất phong phú về đầu tư trong một nghiên cứu về quá khứ, từ việc so sánh những khác biệt căn bản trong quan điểm đầu tư giữa quá khứ và hiện tại. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Phần thưởng lớn nhất luôn dành cho nhà đầu tư hoặc nhờ khả năng phán đoán tuyệt vời, hoặc nhờ may mắn tìm được cơ hội đầu tư vào các công ty có khả năng tăng trưởng lớn mạnh về doanh thu lẫn lợi nhuận trong nhiều năm. Đồng thời nếu biết chắc rằng đã tìm được một công ty như vậy thì chúng ta nên quyết tâm gắn bó lâu dài với nó. Những công ty này không nhất thiết phải là những công ty nhỏ và mới thành lập. Quy mô công ty không quan trọng, mà quan trọng là ban lãnh đạo công ty không những phải quyết tâm tiếp tục đạt được tăng trưởng mạnh mẽ hơn mà còn có khả năng hoàn thành các kế hoạch của mình lịch sử cho thấy sự tăng trưởng này thường gắn liền với hiểu biết về cách thức tổ chức nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của các ngành khoa học tự nhiên nhằm ứng dụng hiệu quả vào việc phát triển thị trường cũng như cho ra đời những dòng sản phẩm mới rõ ràng đặc tính chung của các công ty kiểu này là bộ máy quản lý không cho phép những dự tính cho kế hoạch dài hạn cản trở họ thực hiện hiệu quả công việc kinh doanh hàng ngày. Cuối cùng, nó củng cố một niềm tin là cho dù nhiều cơ hội đầu tư tuyệt vời đã xuất hiện từ cách đây 25 hay 50 năm, thì ngày nay chắc chắn còn có nhiều cơ hội hơn thế. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác, như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.